Sắp tới đây các bạn đi du lịch tại Thái Lan sẽ bị thu phí đó nha. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn quy định về lệ thu phí du lịch từ 150 đến 300 baht, tương đương 4,3 đến 8,7 USD, khoảng 103 đến 206 tiền Việt Nam đó. Sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Thái Lan. Theo quy định mới, phí du lịch đối với người nước ngoài đến Thái Lan bằng đường hàng không sẽ là 300 baht và mức phí 150 baht đối với du khách đi bằng đường bộ hoặc là đường biển. Bạn sẽ không bị thu phí khi bạn đi Thái Lan về trong ngày không ở lại qua đêm. Các bạn có quan tâm vì sao lại có mức phí này hay không? Bởi vì nhà chức trách Thái Lan đã từ rất lâu cân nhắc việc áp dụng thu phí du lịch này, bởi vì bị trì hoãn rất là nhiều lần do đại dịch. Về khoản phí thu được này chủ yếu sẽ sử dụng để trang trải chi phí bảo hiểm và chăm sóc y tế cho khách du lịch. Ngoài ra, một phần khác trong số đó sẽ được dùng cho phát triển các địa điểm du lịch tại địa phương, bởi vì trước đây họ cũng đã chi trả rất là nhiều các khoản phí, trong đó có cả các hóa đơn của những du khách nước ngoài đã được chăm sóc y tế tại các bệnh viện, và du khách họ cũng không cần thanh toán hóa đơn trước khi về nước. Khi thông tin này được công bố, đa số nhận lại phản ứng từ du khách không trái chiều, bởi vì họ rất là thích Thái Lan và có những cái dự định họ sẽ đến đất nước này vào những dịp sắp tới. Bản thân mình thì cũng không có phàn nàn về sự quyết định này của Thái Lan, bởi vì đi Thái Lan rất là rẻ luôn á các bạn. Đối với một cái đất nước phát triển như vậy mà mình đi với một cái chi phí khá là thoải mái, và mình cảm thấy là mình nhận được nhiều hơn là cho đi. Mình tin là các bạn sẽ giống mình. Nhớ lưu lại thông tin này cho những chuyến đi sắp tới của bạn nha.